Ok, xin chào các bạn. Nay máy tính Đức Huy xin giới thiệu với các bạn cách để chúng ta sẽ thay cái bao lụa của máy Calon 2009. Thì để tháo con máy 2009 này ra thì các bạn sẽ đầu tiên chúng ta sẽ vặn hai con ốc ở đây. Đấy, vặn hai con ốc ở đây. Thì mình đã vặn hai ốc ra đây để bỏ đi rồi. Và để tháo cái hai cái bên này ra thì chúng ta chỉ cần một cái banh như thế này thôi. Các bạn chỉ cần một cái các bạn cần một cái banh như thế này nhé. Banh như thế này, sau đó là các bạn sẽ để vào hai cái bên này. Và chúng ta mở cái lắp này lên. Thì ở trong cái lắp này nó có một cái cá ở bên hông này. Đây. Đó, bên hông này, cái phần trắng này các bạn này, nhìn thấy chưa? Phần trắng này chúng ta sẽ bật nó lên. Ok, chúng ta sẽ bật nó lên thì nó sẽ tự động, nó sẽ mở cái phần này ra. Và lúc này chúng ta chỉ cần lắc nhẹ cái là nó ra thôi các bạn. Đấy. Thay cái bao lụa này của chúng ta thì nó mất khá nhiều thời gian các bạn. Nó bởi vì chúng ta sẽ phải tháo tung cả máy ra. Đó, chúng ta chỉ cần lắc nhẹ cái là nó ra rồi. Thì tiếp theo nữa là chúng ta sẽ vặn thêm hai con ốc ở hai bên này. Đấy. Vặn thêm hai con ốc ở hai bên này. Ta nên nhớ để ốc cẩn thận. Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay cái bao lụa của máy Calon 2009 này từ từ A đến Z luôn. Đấy. Thì cái máy in của chúng ta ấy, ở đây có một cái nhựa nhá, thì chúng ta sẽ bóp vào đây để chúng ta sẽ tháo cái này ra. Thì sau khi tháo cái này ra xong rồi, chúng ta vặn được hai con ốc vào ra rồi, thì nó có một cái đằng sau này nữa này. Có một cái đằng sau này nữa, đó là cái tấm nhựa này là chúng ta cũng phải tháo ra này, thì chúng ta mới nhấc cái mặt trên ra này. Đấy. Máy này là máy mới cho nên là tháo lần đầu. Các bạn ạ. Đó, bình tĩnh tháo rồi. Ok, đấy, tháo tấm này ra. Sau khi tháo tấm này ra xong rồi thì rất đơn giản thôi. Các bạn sẽ cầm hai tay vào cái hai bên này. Hai bên này chúng ta sẽ cầm nó nhất cái ra. Đấy. Các bạn thấy chưa? Nó tự động nó ra cái này luôn. Ra cái tấm này xong. Thì bây giờ cái chính ở đây là cái vấn đề ở đây là cái đây mình sẽ quay để gần cho các bạn xem nhé. Đây, cái vấn đề chính là cái khu vực cái cụm này đây. Cái cụm này các bạn ạ. Cái cụm này. Thì cái cụm này thì chúng ta thấy rằng là mình kiểm tra thì nhìn soi bên trong, chúng ta lấy đèn pin ấy, chúng ta soi trong này chúng ta thấy rằng cái bao lụa nó bị rách. Đây mình có thể soi và quay vào đây để cho các bạn xem là cái bao lụa nó bị rách ở đâu để các bạn nhìn hình dung vào nhá. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đây. Đấy, các bạn nhìn thấy cái chỗ bao lụa nó bị rách chưa? Mình sẽ quay cái này để cho các bạn nhìn thấy này. Đây, cái bao lụa nó bị rách ở đây như này. Ở trong này các bạn nhìn thấy chưa? Đây này. Đấy, đây này. Tí mình tháo ra thì các bạn sẽ nhìn thấy. Đấy là cái bao lụa mình rách mà chúng ta có thể quan sát bằng mắt thường. Ok. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái bao lụa này ra để các bạn xem. Đấy. Thì tháo cái bao lụa ra thì nó phải tháo cả cái cụm sấy ra các bạn ạ. Tháo cả cái cụm sấy này. Đấy, cho nên là thay cái bao lụa này thì chúng ta sẽ phải tháo gần như là tháo hết cái cụm sấy này ra. Để chúng ta sẽ xử lý nó. Nó có những con ốc ở đây thì chúng ta sẽ vặn cho mình ra nhé. Đây. Nó có những con ốc ở đây. Nó có 3 con ốc các bạn. Nó có 3 con ốc. Chúng ta sẽ vặn ba con ốc vừa ra. Chúng ta tránh cái trường hợp là một số bạn theo như kinh nghiệm của mình ấy, mình làm xong là chúng ta tránh cái trường hợp là chúng ta vặn ốc xong rồi là làm sao nhỉ, nó ốc lại rơi vào máy, cho nên chúng ta là phải đi tìm lại con ốc ấy, nó rất là mất thời gian. Cho nên là khi chúng ta vặn con ốc gần ra ấy, thì các bạn sẽ dùng một cái banh, cái banh như của mình này, chúng ta sẽ kẹp con ốc lại để chúng ta giữ. Thế sau khi mà gần ra rồi thì chúng ta sẽ nhấc ra như này.
Ok, đấy là cách của mình làm thôi, chứ còn bình thường là nếu mà mình làm không cẩn thận là sẽ rơi ốc vào trong máy, sẽ mất công uy tín. Tiếp theo là ta sẽ rút tất cả những cái rác ở đây ra nhé, toàn bộ cái rác ở đây, toàn bộ cái rác ở đây chúng ta sẽ rút ra cho mình. Ok, nó cứ rút thôi. Cái rác của máy Calon 2009 này thì nó có cái đặc điểm là tất cả những cái rác này này thì nó thiết kế rất là thông minh lắm, cho nên là những cái rác này nó không trùng nhau, cho nên chúng ta không sợ lắm. Nhiều bạn mới đầu nhìn đến nhiều rác là cũng hơi hốt, nhưng mà thực ra là cũng đơn giản thôi, bởi vì này mình làm quen rồi. Chúng ta sẽ rút tất cả những cái rác ở đây ra. Đấy. Thì để chúng ta nhấc toàn bộ cái cụm sấy này ra, thì chúng ta sẽ cô lập nhấc toàn bộ cái cụm sấy này ra. Chúng ta nhớ là để tháo dây ra phải tháo cẩn thận để tránh đất rơi, dây xong rồi là chúng ta ấy. Ok. Thì bây giờ là mình đã tháo toàn bộ được cái phần này ra rồi, tháo ốc ra rồi, tháo dây ra rồi, thì chúng ta chỉ cần nhấc nhẹ cái này. Đấy, các bạn thấy chưa? Là cả cụm sấy của mình đã ra. Đấy, cả cụm sấy ra. Ok, bây giờ mình sẽ để cái máy nó sang một bên. Và bây giờ mình sẽ mổ cái tiếp đến cái cụm sấy này nữa. Đấy. Chúng ta sẽ tháo ra đây xem, để chúng ta xem là cái nó bị rách bao lụa nó như nào. Đây mình sẽ xin phép để quay sát cái cam lại đây một chút để cho các bạn xem nhé. Ok, đây mình sẽ tháo cái này ra. Thì khi mà tháo cái này ra thì chúng ta sẽ vặn hai con ốc ở đen đây cho mình, hai con ốc ở đây để mình đẩy nhấc cái tấm nhựa này ra. Đó. Chúng ta nhấc hai cái con ốc đen này ra. Sau khi nhấc hai con ốc này ra thì chúng ta chỉ cần nhấc nhẹ cái là cái thanh nhựa này nó ra này. Các bạn nhìn thấy chưa? Nhấc nhẹ ra là nó ra này. Ok, đấy. Bây giờ các bạn thấy rằng mình mở ra thì chúng ta thấy rằng là cái bao lụa nó bị rách này, nó bị rách, nó tụt vào đây. Đấy, nó bị rách ở đây. Và bây giờ các bạn nhìn thấy này. Đây, nhìn thấy cái bao lụa nó rách chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Đây, bao lụa nó rách ở đây này. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa nhỉ? Nó rách. Thế bên nhiệm vụ của chúng ta bây giờ sẽ phải thay cái bao lụa này. Cái bao lụa này nó rách là nguyên nhân chính ở đây là do thứ nhất là cái bao lụa này in nhiều lần thì nó mềm, xong rồi nó gấp. Sau đó cái thứ hai là cái lớp dầu ở đây này. Cái lớp dầu ở đây là nó bị khô, cho nên chúng ta hiểu rằng là vì khô cho nên là nó không, cái ma sát của nó rất là lớn. Cho nên là nó sẽ làm cho cái máy của chúng ta là nó bị rách cái bao lụa này. Cái nhiệm vụ của mình bây giờ là phải tra dầu và thay vào đây. Thì cái dầu ở đây là chúng ta lưu ý là không phải là thay cái dầu bình thường vào được đâu nhá. Chúng ta sẽ phải sử dụng cái dầu chịu nhiệt. Và đây thì chúng ta mới có thể thay vào đây được. Thì cái dầu này các bạn, những bạn nào làm thợ thì chúng ta sẽ có cái dầu gọi là dầu chuyên dụng để thay cho cái này. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái này ra. Thì tháo cái này ra thì chúng ta sẽ cần một cái kìm mỏ nhọn cho mình. Cần một kìm mỏ nhọn như này. Đấy, kìm mỏ nhọn. Thì chúng ta sẽ nhấc hai cái lò xo này ra. Các bạn nhìn thấy hai cái lò xo của mình chưa? Đấy. Thì hai cái lò xo này chúng ta chỉ cần cầm cái kìm mà chúng ta kéo nó xuống này. Đấy, một cái này. Cái thứ hai này. Hai cái này. Là khi đó là chúng ta sẽ nhấc hai cái bên sắt này ra. Chúng ta để bên trái bên phải cho nó dễ. Và bây giờ là nhiệm vụ chúng ta sẽ nhấc cái này ra này. Đấy, nhấc cái này ra. Thì đây là cái cụm sấy. Ở đây nó có một cái vấn đề nữa, đó là khi mà cái lô ép này mà cái lô sấy này, phần bao lụa này, đây là cái lô ép này. Lô ép thì nó có một cái vấn đề nữa là khi mà cái rách bao lụa ấy thì thường là cái phần cái thanh này này, thanh nhiệt của chúng ta nhìn thấy chưa? Cái thanh nhiệt ở đây. Đây mình quay nghiêng nghiêng này. Nó hơi khó nhìn này các bạn. Đây là mình soi cái đèn này lên để các bạn nhìn thấy nhá. Cái thanh nhiệt này nè. Các bạn nhìn thấy có một cái vết đen này không? Đấy, các bạn nhìn thấy một cái vết đen này này. Đấy, cái vết đen xì đây này. Thì đây là cái vết mà do là cái nhựa rồi quá trình mà nó bị rách bao lụa, cho nên nó sẽ dính cái phần đen này. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải làm sạch cái phần đen này đi, để khi mà cái nhiệt nó đốt
sấy mực ấy, thì nó sẽ không bị cái phần đen này này nó cản trở nữa, thì chúng ta in ra thì bản in nó mới đẹp hơn này. Ok, mình sẽ cạo qua đi một tí. Nó là cái nhựa. Ok, mình có thể sử dụng cái con dao dọc giấy, đầu nó mỏng hơn, nó cạo. Chúng ta cứ cạo nhẹ nhẹ thôi là nó ra thôi. Ok. Đây là những cái máy này, là những cái máy này là nó đang bị mới bị các bạn ạ, cho nên là nó cũng còn dễ ra đấy. Nhiều con máy là để lâu rồi, để nó rất là khó ra. Ok, sau khi mình vệ sinh xong này, các bạn nhìn thấy chưa, sau khi vệ sinh xong thì các bạn thấy rằng là nó cũng đã đều hơn rồi đây. Ok, thì sau đây mình sẽ thay cái bao lụa này. Ok, bây giờ để thay cái bao lụa này thì chúng ta sẽ cần phải có, thứ nhất là cái mỡ như mình vừa nói, để cái mỡ đây, cái mỡ để tra vào cái thanh này để cho nó bôi trơn. Cái thứ hai là chúng ta sẽ phải có một cái bao lụa. Đấy. Cái bao lụa này thì tùy theo từng loại thì chúng ta sẽ lựa chọn cái bao lụa cho nó tốt thì chúng ta thấy nó sẽ bền hơn. Đấy, và chúng ta lưu ý là khi thay nhé, khi thay thì cái bao lụa của chúng ta thấy rằng có một cái vệt đen lên đây này, có một cái vệt đen ở đây thì chúng ta sẽ thay đúng cái chiều này cho mình nhé. Cái vệt đen nó sẽ nằm bên này, còn cái phần mà nó không có đen thì nó sẽ nằm bên cái dây này. Đấy, nằm cái dây. Ok, thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ đơn giản thôi, chúng ta thay bỏ cái này ra, nhấc cái này ra, xong bây giờ chúng ta sẽ bôi trà dầu vào đây, trà dầu cái mỡ chịu nhiệt các bạn ạ. Cách tra mỡ thì các bạn cứ cho nó giải lên trên bề mặt này. Các bạn cho vừa phải thôi. Sau khi cho xong thì chúng ta sẽ cho cái bao lụa này vào. Cho cái bao lụa này vào. Chúng ta nhớ là cái phần đen thì cho vào phần trận đầu vào nhé. Và chúng ta sẽ chọn cái loại bao lụa đúng của hạn của cái loại cái lông 2009 nhé. Đấy, sau khi mà chúng ta thay xong rồi thì chúng ta sẽ lắp ngược lại thôi. Ok. À đây, cái đầu này chúng ta cũng phải cho một tí nó dầu tí mỡ vào. Thì cái mỡ chịu nhiệt này vào để cho nó đảm bảo. Sau khi chúng ta cho xong rồi ok, thì chúng ta sẽ lắp ngược lại cho mình. Lắp ngược lại nhá. Mình sẽ lắp ngược lại. Ok. Đấy. À, đấy chưa? Đấy. Thì đây là chúng ta đã thay cái bao lụa. Cái loại này của mình nó không tương đối chất lượng đấy, cho nên là chúng ta nhìn thấy ở chỗ cái bao lụa của mình này, nó có cái nó có cái số ở đây. Rồi, ok, không quan trọng lắm. Rồi, chúng ta cái loại thay cái loại bao lụa nó tốt rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ lắp ngược lại cái này cho mình thôi. Công đoạn để thay cái này thì nó cũng đơn giản thôi. Nếu mà bạn nào chúng ta làm nhiều nó quen đi giờ thì chúng ta cũng sẽ rất là dễ. Bây giờ chúng ta sẽ làm ngược lại thôi. Chúng ta nên lưu ý là khi thay cái lọ xo này chúng ta phải giữ nhé. Tiếp là cái bên này nữa. Ok. Thay cái bao lụa này thì nó mất hơi nhiều thời gian một tí các bạn. Cái này, hai cái thanh này nó hai cái lò xo này nó có nhiệm vụ dùng để ép cái bao lụa vào cái lô các bạn. Ép vào cái lô. Đấy, chúng ta sẽ cầm này. Đã kéo nó so nó vào cái gá này. Đấy, thế nó xong. Và sau khi chúng ta thay xong rồi thì đây là mình đã thay xong này.
các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, xong rồi chúng ta sẽ quay thử này. Ok, chúng ta sẽ quay thử cái lô này, quay thử cái lô ép này, quay thử cái lô ép này xem là cái bao lụa đã trơn chưa. Ok, như vậy là ok rồi. Chúng ta sẽ vệ sinh qua đi một tí. Rồi, thì cái bước này rồi thì chúng ta sẽ lắp cái phần này ạ. Ok, cái video này thì do nó đã đến 15 phút rồi thì mình xin phép là tạm dừng cái video này để chuyển sang cái video thứ hai để mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp vào nhé. Ok.